Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến hết tháng 5, ngành nông nghiệp giải ngân hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 42% kế hoạch năm. Trong số đó, dự án vốn đầu tư trong nước giải ngân được 47%, dự án vốn vay ODA được gần 14%. Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đơn vị tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm khởi công dự án đã phê duyệt triển khai giải phóng mặt bằng ngay khi dự án đầu tư được phê duyệt với các dự án chưa được phê duyệt đơn vị sẽ cùng các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án